Dạ vâng, xin mến chào toàn thể các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Ở clip này thì em xin được giới thiệu đến các bác về mẫu súp EP hàng của Mỹ Nòi các bác nhé. Em về được có 2 cặp thôi. Đây là súp đơn bát 50 với thiết kế thùng rất là đẹp. Phải nói em cực kỳ thích cái kiểu thiết kế như này. Những quả súp mà nó thiết kế dạng hầm mà úp mặt xuống dưới đất như thế này ấy, thì cái tiếng tiếng bát đánh rất là sâu các bạn, tiếng bát đánh rất là sâu và nó lực ở cái nền mặt đất nghe rất là sướng, nó gọn. Em sẽ quay một chút về cái tổng thể bên ngoài cho các bác xem, lát sẽ quay ở bên trong bát. Đây súp rất là đẹp. Cũng lâu lắm rồi thì mới có dịp mà mua được cái dòng súp EP của Mỹ này. Em cũng rất ít khi làm súp nhưng mà đã làm thì đều là lựa chọn những cái dòng chất lượng ấy, những dòng chất lượng và cái mức giá tiền nó hợp lý để đến tay người tiêu dùng cho các bác dùng cho nó được thỏa mãn niềm đam mê đây. Đây rất là đẹp các bác nhá. Nó thiết kế thì bên trên cái bát này ấy, úp xuống, còn bên dưới là hai lỗ thông hơi. Khi mà đánh cái tiếng bát nó nhún xuống thì đây cái lỗ thông hơi này nó sẽ đẩy hơi ra và cái tiếng bát nó sẽ gọn, nó sẽ tròn và nó sẽ hay hơn. Đấy, những cái kiểu thùng mặt các bác nhé. Những cái kiểu thùng như thiết kế như này phải công nhận là rất là hay. Và đặc biệt là những dòng súp EP thì các bác biết rồi, tiếng nó đánh rất là mềm, sâu. Phải nói là âm thanh nó gọn, nó không ù như những dòng súp thông thường khác trên thị trường. Có hai cặp thì cặp nào cũng đẹp các bạn, cặp nào cũng đẹp hết. Đấy. Các bạn nhé, cặp nào cũng đẹp. Ở đây là số điện thoại của Minh Vũ. Các bác nào có nhu cầu đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp Minh Vũ qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889. Em ở Sao Đỏ 9 Hải Dương, ship hàng toàn quốc các bác nhé. Cũng thông báo giá cho các bác với cặp súp EV. Cặp súp EV bát 50, mã là em tháo cả ốc cho nó xem. Mã là S181. Đấy. Made in USA các bác nhé. Hàng này là hàng Mỹ xịn. Hàng này em nhập công về nên cái số lượng nó cũng không có nhiều. Chỉ có 2 cặp thôi. Các bạn chỉ có 2 cặp thôi. Công suất là 400W 8 ohm. Đấy. Đối với dòng súp này thì cái giải tần hoạt động của nó đánh rất là sâu. Nó cho phép chúng ta cắt lên đến tận 100 hoặc là 200 hertz các bác nhé. Đấy. Cái phạm vi cái giải nó rất là rộng. Đây mà đằng sau rất là đẹp các bác nhé. Thì đây. Những cái rắc kết nối của cái dòng súp này thì nó sử dụng là rắc 6 ly các bác nhé. Rắc 6 ly. Đấy. Đầu thì em cứ tưởng cái bảng này bảng mạch phân tần. À hình như trong này nó là phân tần các bạn. Để em tháo ra nó. Để cái gì cộng đây. Rồi. Tại vì bên trong này nó còn một cái hộp nữa mà. Không biết bên trong này nó có cái gì không ấy. Ở đây nó được gắn keo rồi. Em nghĩ ở trong này là nó có cả tụ tiết các thứ này. Đây nó đổ keo đây này. Cái con này nó có cả phân tần nữa đấy. Đây. Tại vì ở đây nó để một cái khoảng trống một cái hộp ở đây. Các bạn. Các bạn nhìn chưa? Chắc chắn là bên trong này có tụ hoặc là con cuộn cán. Em về nhá. Tại vì nó đổ keo đây thì em cũng không mở. Đây ốc còn nguyên cả keo nhá.
hàng xịn. Và cái con này thì nó sử dụng cái gỗ gì nhỉ, gỗ óc chó ấy, rất là thơm. Cái gỗ này rất là thơm. Và cái mặt đằng sau này thì nó hơi bụi một chút, đây là nguyên bản nhé, chưa có vệ sinh. Đấy, ở cái mặt đằng trước này em đã lau chùi đi rồi. Con này thì cái nhện của nó, cái dòng đặc biệt là cái dòng EP này, cái nhện của nó các bác nhìn này. Cái nhện của nó là nhện cổ cao nhá. Đấy, nhện cổ cao. Và con này hình như là côn không biết là 7 mấy mới. Không được, con này chắc là côn 6 mấy đấy các bạn. Con này côn 6 mấy thôi. Dòng mấy dòng Mỹ này thì côn nó không to đâu các bác nhá. Côn nó nhỏ. Gân gân con này là gân vải lụa tẩm dầu. 3 sóng. Đấy. Các bạn nhìn ốc của nó này. Nguyên bản hết nhá, tất cả nguyên bản hết. Đấy, ốc của nó là ốc sử dụng ốc 4 cạnh vít ngang vặn này. Thùng mùi gỗ ốc chó rất là thơm. Bên trong này thì chắc chắn là có tụ và cuộn cán. Đấy, bên trong nó còn nguyên một cái hộp dày như này các bạn nhìn này. Em có 2 cặp. Cũng thông báo giá luôn cho các bác, giá rất là tốt. Đấy, là súp đẹp xuất sắc bát 50. Giá là 15 triệu 500 nghìn một cặp các bác nhá. 15 triệu 500 nghìn một cặp cho một cặp. Bát 50 giá 15 triệu 500 nghìn một cặp cho một cặp loa súp EV bãi xịn của Mỹ. Đấy, hàng này là hàng chuyển công về, hàng nhập Mỹ, đưa thẳng Mỹ về đấy các bác nhá. Đây, một cặp súp bát 50 hàng Mỹ xịn và mới cái mức giá 15 triệu 500 nghìn là quá là rẻ. Ở cặp này thì có những nơi người ta bán giá gọi là 20 mấy triệu cơ các bạn. Dòng này thì nó cũng rất là hiếm, và để kiếm những cặp nào mà nó còn đẹp, nó chưa bị sửa chữa, nó còn zin bát trước các thứ này như này thì nó thật các bác là cũng rất là khó. Và cặp này thì nó cũng ít sử dụng, cặp này nó còn quá là mới các bạn. Bên trong thì còn tí bụi thôi, bữa nay em thổi chỉ có tí bụi thôi. Có một con thì nó bị mất một cái chạm mà bắt góc này, nhưng mà ở bên dưới mặt đằng sau. Đấy, thì cái này thì đây đâu mất rồi, đây bị mất một cái các bạn, bị mất một cái. Còn đâu mấy cái còn lại là còn nguyên nhá. Đấy, 15 triệu 500 nghìn một cặp, tính là còn rẻ hơn, có nhiều ông bán súp tàu đắt hơn. Đấy, mà bát 50 có những quả súp mà các bác biết là những chỗ nó bán gọi là 20 mấy triệu mà toàn những súp vớ súp vẩn, ông các bố lỗ thần lỗ thánh. Anh em search ở trên hãng EV này cũng ra cái súp này nhá. S81 các bác nhé. Rồi, clip này thì em cũng xin được ngắn gọn tại đây. Xin cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi. Với tại cái thời điểm bây giờ mà kiếm được cặp súp giá như thế này thì nói thật các bác là không có. Và giá trên em bán là giá bán tại cửa hàng, không bao ship các bác nhé. Giá này là giá tốt nhất rồi. Đấy, giá cả cạnh tranh thị trường giá rẻ nhất rồi. Không mua đâu các bác mua đâu cái mức giá gọi như em bán đâu. Đấy, anh em nào xem mà bổ kết thì nhấc máy lên alo. Rồi, xin chào toàn thể các bác nhé.